Ngon không? Không. Mẹ ơi, mẹ. Con gì đấy? Ngon thế. Con gì đấy? Con gà. Con gà. Con gà, con vịt của em. Để xem em lên rồi. Học tiếng mẹ đi dạy thôi nhá. Vâng. Con gà để con gà đấy, mẹ đánh con gà để lên con gà.
Đấy để mẹ nhá. Mẹ ơi. Dạ. Đi mà. Vâng. Đi đâu ơi? Đi đây mẹ bế lên nào, về đây mẹ bế lên. Mẹ bế lên đây, về đây. Nhanh. Mẹ bế em nào. Con đi đường kia. Ừ. Đứng ở đây xem mẹ thôi nhá. Đúng. Vâng chưa? Đúng. Phải sao? Em nói đi. Mẹ lấy cho. Đây. Mẹ lấy lá cứ đi. Đây. Ừ. Để chơi để mẹ nhé. Em chờ anh. Con không hề của mẹ nhá. Tí mình mang đi bán mua kẹo nhá. Đứng im ở đây mát mát rồi mẹ. Dễ thương này. Now.
Thơm quá. Ôi con không lấy hết ra chứ, mình không bán. Hả? Giờ hết rồi. Giỏi thế. Thank you.
con lại ngồi đây. Mẹ con đâu rồi? Hả? Con đâu? Đi đâu rồi? Mới chơi chơi. Dạ, nóng quá, nắng lắm rồi. Đây, mát nè. Ô, mẹ đâu? Mẹ đâu rồi? Mẹ con đâu? Dạ, con đâu? Con thấy đâu? Tỉnh đi em ơi. Uống tí nữa nào. Em ơi tỉnh đi em ơi. Tỉnh đi em ơi. Tỉnh đi em ơi. Em ơi tỉnh đi. Em ơi tỉnh đi. Em ơi. Đứng lên thế nào. Có sao không? Chị làm sao đấy? Em đau đầu quá. Đỡ chưa? Này, mặc áo ra. Có sao không? Đỡ hơn chưa? Em bị làm sao ở đây đấy? Em cũng không nhớ nữa. Sao bọn mình nằm đây đấy? Đỡ chưa? Đỡ hơn chưa? Con ơi. Kia là con của em phải không? Con ơi. Đỡ chưa? Đỡ chưa? Đỡ thì sao bên kia? Để bố con. Con ơi. Cái này là vùi của em phải không? Vâng. Cái này có phải tốt của em không? Không phải đâu. Thế lấy làm gì? Bây giờ hai mẹ con đi đâu cẩn thận nhé. Nhiều người xấu lắm ấy. Em cảm ơn chị nhiều nhé. Thế em sao về được không? Được chị ạ. Thế tí em sao về nhé. Vâng, chị đi hái thuốc đây. Cảm ơn chị nhé. Ừ. Cảm ơn ba mẹ con.
vào, con đứng ở đây để mẹ nhé. Con đợi uống sữa, đợi mẹ lại đi vào kia đi lấy mía nhé. Con ngủ ở kia đấy mẹ. Thế đi kia đi xem mẹ nhé. Được. Uống hết sữa chưa? Mới sữa thôi. Đứng ở đây để mẹ nhé. Nhớ lắm, con hay đuổi đi đâu nhé. Đây mẹ cùng áo. Xem nhá. Ôi. Đấy đây. Ôi. Dạ. Ôi này. Ờ, mình chặt đuôi đi nhá. Mẹ ăn vậy để ai em ăn. Em ăn á. Ờ, mẹ bảo chị ăn nhá. Cởi ra con này, nhớ lắm. Con này cởi áo. Ôi. Mặc áo vào. Thank you.
cứ chơi nên ăn thôi. Sợ đâu nhá. Hoa nè.
này nhỉ. To. Đi nhá, ở đây để mẹ nhá. Thank you.
mày xem chị làm sao đây? Con làm sao đấy? Hai chị ơi, chị làm sao đây? Chị ơi, chị làm sao đây? Chị làm sao đây? Chị ơi, chị làm sao đây? Chị bị làm sao đây? Chị tỉnh lại đi. Chị ơi, chị tỉnh ngay đi. Ba tên. Chị tỉnh ngay đi. Tỉnh ngay đi chị ơi. Con ơi, cho chị nằm xuống. Bà lấy thuốc cho. Tỉnh ngay đi, chị ơi, chị tỉnh lại đi. Chị tỉnh lại đi. Chị ơi, chị tỉnh lại đi. Đây. Em không sợ đâu, đang cứu mẹ em rồi. Này, không sợ đâu, không sợ đâu, không sợ đâu. Đang cứu mẹ rồi. Tỉnh lại đi. Chị ơi, chị. Tỉnh lại đi. Chị có sao không? Tỉnh lại đi. Chị tỉnh lại đi. Con của cháu sợ lắm rồi, nó đang khóc rồi. Tỉnh lại đi. Không làm cho con sợ. Chị có sao không? Không biết được. Cháu gì đang nằm đây? Cháu đi làm về đến đây uống nước xong đau bụng. Có về được không? Có, nhà cháu ở dưới này. Thế cháu không về được rồi, để hai mẹ con đưa cháu về. Nhà đó cô. Cháu thấy đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi ạ. Mà nhà uống nước đó cô. Vâng, cháu đỡ hai mẹ con cô ấy về rồi. Tối rồi. Mà nhà uống nước đó, cháu cảm ơn hai mẹ con cô nhá. Vâng. Mà nhà uống nước đó cô. Vui của chị đấy, cháu đỡ hai mẹ con cô ấy về rồi. Cảm ơn nhá. Tối rồi. Thế thì hôm nay về đây cô cho một tí mía mang về ăn này. Thôi cháu cứ để cháu ăn. Cháu ăn rồi, không lấy nữa. Về ăn nhá. Cảm ơn nhá. Cháu đó, hai mẹ con cô đi về nhá. Cảm ơn cô nhiều nhá. Vâng. Mẹ đấy.